Hôm đó, ba chú heo con gặp nhau dưới một cây lớn. Chú heo cả cầm mấy tấm gỗ trong tay. Chú heo út hỏi anh đầy tò mò: "Chúng ta sẽ làm cần câu từ các tấm gỗ đó và câu cá à?" Chú heo cả trả lời: "Ồ không, ngạc nhiên đấy." Lần này chú heo thứ hai hỏi: "Thế chúng ta sẽ xây lâu đài và chơi với bóng sao?" Chú heo út ngay lập tức nói: "Chúng ta đâu có bóng." "Không, chúng ta sẽ xây nhà cây ở ngay đây." Trong lúc các chú heo đang rất vui vẻ với ý tưởng này, chú heo cả lập tức dựa thang vào thân cây. Cả ba chú heo con lần lượt leo lên ngọn cây. Chúng đã giúp nhau và đóng đinh các tấm gỗ lên nhà cây. Trong khi đó, một con sói to gian ác đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng ồn xây dựng. Nó tỉnh dậy tới chỗ có tiếng ồn và nói: "Kẻ nào ồn ào thế?" Vừa đi vừa lầu bầu thì một miếng gỗ rơi trúng đầu nó. Nó đang định hét lên trong bực tức thì thấy ba chú heo con trên ngọn cây. "Ồ, ta không ngờ đấy, một bữa sáng no nê đây." Nó nói vậy và trốn sang một bên. Nhưng con sói lại rất sợ độ cao. Không biết chuyện gì đang xảy ra, ba chú heo gần xây xong nhà cây. Chú heo cả còn làm một chiếc ghế sofa bên trong, ngồi xuống và nghỉ ngơi chút nào. Chú nói với các em của mình: "Đầu tiên chú heo út ngồi lên ghế, sau đó chú heo thứ hai ngồi lên ghế." Ngay khi chú heo cả ngồi xuống, chiếc ghế gãy và vỡ tan tành với một tiếng rất lớn. Chú heo cả hỏi em của mình: "Hả? Tiếng ồn gì thế? Chúng ta có khách sao?" Chú heo thứ hai sợ hãi nói: "Không, anh có nghĩ anh đâm con sói." Vì vậy chú heo cả lấy hết can đảm mở cánh cửa. Chú chẳng thấy gì bên ngoài cả. Chú đóng cửa lại. Rồi tiếng của con sói độc ác vang lên bên trong: "Này lũ heo, mở cửa ra cho ta vào. Nếu không, ta sẽ thổi bay căn nhà cây xuống đất." Chú heo út hét lên: "Nhà của chúng tôi rất chắc, ngươi không thể thổi đâu." Dù con sói rất sợ độ cao, nó vẫn trèo lên ngọn cây để bắt các chú heo. Con sói lấy hơi thổi, bên trong căn nhà bị phá hủy. "Nếu con sói bắt chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ chạy đi đâu?" Trong khi chúng đang nghĩ cách trốn thoát, lần này con sói lấy hơi thổi mạnh hơn. Chuyện gì vậy? Mái nhà cây dở và bị thổi thật xa. Con sói lấy hơi lần cuối và thổi bằng sức mạnh của mình. Cánh cửa mở ra với tiếng động lớn và con sói bước vào, nhưng các chú heo không có ở bên trong. "Hả? Lũ heo đi đâu rồi?" Hóa ra các chú heo đã trượt xuống bằng sợi dây thừng được buộc bởi chú heo cả. Chú còn mang theo chiếc thang mà chúng đã dựa vào cây để con sói không thể đi xuống. Con sói vì sợ độ cao bị bỏ lại trên ngọn cây, bởi vì nó không nghĩ tới hậu quả của hành động của mình. Nó chẳng bắt được các chú heo mà cũng chẳng thể xuống được. Trong khi ba chú heo trở về nhà an toàn, con sói hú suốt cả đêm để kêu cứu. Wow! Goldilocks và ba chú gấu. Ngày xưa ngày xưa, ở ngay bìa rừng có một cô bé có mái tóc vàng. Cô bé tóc vàng này tên là Goldilocks. Cô bé có mái tóc rất kỳ lạ và tuyệt vời đến nỗi mà bất kỳ ai nhìn thấy đều bị mê hoặc. Nhưng dù tính tình dịu dàng thì đôi lúc cô bé cũng có thể trở nên khá nghịch ngợm. Mỗi lần cô bé ra ngoài chơi, mẹ thường dặn dò cô bé về cách cư xử. "Con yêu ơi, con chỉ chơi ở ngoài sân thôi và đừng đi vào trong rừng con nhé." Ở trong rừng sâu có một túp lều của một gia đình gấu sống trong đó. Gấu ba có đôi vai rộng, gấu mẹ thì vừa vừa
và một chú gấu con. Gấu mẹ thường dậy sớm để nấu cháo yến mạch cho bữa sáng. Một buổi sáng nọ, gấu con thức dậy sớm hơn bình thường và muốn ăn phần cháo yến mạch của mình. Nhưng cháo thì còn rất nóng. Mẹ ơi, cả nhà mình đi bộ ra ngoài chơi trong lúc chờ cháo nguội có được không mẹ? Gấu mẹ, gấu ba và gấu con để cháo ở trên bàn và đi dạo bên ngoài. Cũng sáng hôm đó, Goldilocks đang chơi ngoài sân trong khi chờ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Nhưng cô bé đã chán ngấy việc lúc nào cũng chơi trong cùng một cái sân rồi. Và cô bé rất tò mò về phía sâu trong rừng kia. Có sao đâu nếu mình chỉ đi dạo thôi nhỉ? Cô bé nhìn xung quanh, khi thấy không có ai ở quanh đó, cô bé bắt đầu chạy vào trong rừng. Khi thấm mệt, cô bé dừng lại và quan sát xung quanh. Khu rừng đẹp quá đi mất. Hoa này, cây cối này, sao trước giờ mình lại không tới đây chứ? Cô bé bắt đầu đi sâu hơn vào trong rừng. Cũng trong lúc đó, gấu con nhìn thấy một tổ ong ở trên cành cây khi đang đi dạo cùng với gia đình. Tổ ong to quá đi, còn chắc là có rất nhiều mật. Ba ơi, chúng ta có thể ăn mật ong không? Không con trai, đó là mật của các chú ong mà, và cũng là nhà của chúng. Mình không được đi vào nhà của người khác rồi ăn đồ ăn của họ, làm vậy là không tốt. Mẹ nói đúng, con nghĩ là chúng ta phải chờ cho đến khi quay về nhà ăn sáng. Trong lúc đó, cô đi lóc đi dạo một mình khá lâu. Cuối cùng thì cô bé bị lạc. Cô cố gắng quay lại nhưng không thể tìm ra được đường về. Cô rất mệt và đói. Cô bé chợt khóc vì mệt mỏi. Cô cố đi thêm một chút nữa. Cuối cùng cô bé đi đến chỗ cuối con đường và băng qua chỗ ngôi nhà của gia đình gấu ở giữa những hàng cây. Cô bé nhẹ nhàng tiến về phía ngôi nhà, đi vòng quanh, nhưng cô bé không thấy ai cả. Cô bé gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Đoạn cô bé nhìn qua cửa sổ, cô thấy có ba đĩa thức ăn đang bốc hơi nghi ngút ở trên bàn. Cô bé quay lại chỗ cánh cửa, và lúc này cô cố gắng gõ cửa, và cửa mở ra. Goldilocks rất mừng. Cô bé nhìn vào trong và la lên. Có ai ở nhà không? Khi không có ai trả lời, cô bé bước vào. Cô đến chỗ bàn ăn. Trên bàn ăn có ba tô cháo yến mạch. Một tô lớn, một tô vừa và một tô nhỏ. Bởi vì cô rất đói nên cô muốn ăn tô lớn trước. Nhưng mà ngay lúc đưa muỗng vô thì miệng của cô bị phỏng, bởi vì cháo yến mạch vẫn nóng quá. Ngay lập tức, cô bé bước sang chỗ tô cháo cỡ vừa, nhưng cô cũng không muốn ăn tô này, bởi vì nó quá nguội. Ôi, nguội mất rồi. Cuối cùng, cô cho thìa vào tô thứ ba. Chỗ cháo này không quá nguội cũng không quá nóng. Chính là khẩu vị của mình nè. Nên cô bé ăn sạch cháo trong tô nhỏ nhất. Khi cô vừa ăn xong bữa sáng và cảm thấy no, cô muốn ngồi lên một trong ba chiếc ghế tựa trước lò sưởi để nghỉ ngơi một chút. Trong ba chiếc ghế thì có một chiếc lớn nhất, một chiếc vừa và một chiếc ghế nhỏ cuối cùng. Thoạt đầu cô cố ngồi lên chiếc ghế lớn nhất, nhưng cô thậm chí còn không thể trèo lên được. Cô cố gắng thử qua chiếc thứ hai, nhưng chiếc ghế này cứng quá, nó không được thoải mái cho lắm. Và cuối cùng, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhất. Chiếc ghế này rất thoải mái và vừa vặn với cô bé. Nhưng bỗng dưng, chiếc ghế bị gãy thành từng miếng cùng với một tiếng động lớn. Goldilocks thấy mình đang ở trên sàn nhà và chẳng biết phải làm sao. Cô bé bước qua cánh cửa của căn phòng bên cạnh. Và ở đây có ba chiếc giường ngủ. Một cái lớn, một cái vừa và một cái nhỏ. Trước tiên cô thử chiếc giường lớn. Chiếc giường này quá lớn với cô và còn rất cứng.
thứ hai thì lớn hơn so với cô một chút, nhưng nó lại mềm quá. Cô bé nằm xuống chiếc giường thứ ba và là chiếc giường nhỏ nhất. Chiếc này vừa với cô bé và nó rất thoải mái. Thoải mái đến nỗi mà Goldilocks chìm vào giấc ngủ ngay. Khi Goldilocks đang ngủ thì gia đình gấu trở về nhà. Gấu ba mang về một ít củi mà mình lượm được để dùng cho lò sưởi. Gấu mẹ mang một ít quả dâu tươi, còn gấu con đang rất háo hức để về ăn cháo. Khi về đến nhà thì họ đi thẳng đến chỗ bàn ăn. Gấu ba nhìn vào cái tô của mình và rất tức giận. Có ai đó đã nếm cháo của ba rồi. Gấu mẹ cũng nhìn vào tô của mình. Ai đó cũng nếm cháo của mẹ nữa. Khi gấu con nhìn vào cái tô của mình thì cậu bắt đầu khóc. Ai đó cũng đã nếm cháo yến mạch của con. Không những nếm mà còn ăn hết sạch luôn rồi. Họ đứng dậy và nhìn xung quanh. Gấu ba để ý cái ghế của mình phía trước lò sưởi. Ai đó đã ngồi trên ghế của ba. Nhìn nè, nó ở chỗ khác nè. Rồi thì gấu mẹ cũng quay qua phàn nàn. Ai đó cũng ngồi trên ghế của mẹ nữa. Và cũng như lần trước, gấu con lại bắt đầu khóc. Ai đó cũng đã ngồi trên ghế của con, nhưng làm gãy nó luôn rồi. Gia đình gấu tò mò bước vào phòng ngủ. Có ai đó đã nằm trên giường của ba. Nhìn xem, nó không còn ngay ngắn nữa. Ai đó cũng nằm trên giường của mẹ. Ai đó đang nằm trên giường của con và vẫn đang còn ngủ ở đây nè. Gấu ba đến bên cạnh giường của gấu con và thấy đúng là có ai đó đang ngủ trên giường của gấu con. Ông chậm chậm kéo mền xuống và thật sự ngạc nhiên khi thấy một cô bé đang ngủ trên chiếc giường. Cô bé này đang làm gì trong nhà của chúng ta thế này? Bà nói cô gái này xuống giường con liền đi. Giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc của gấu con, Goldilocks thấy ba con gấu trước mặt và cô hoảng sợ chạy biến ngay ra khỏi phòng. Cô bước ra khỏi nhà và chạy thục mạng mà không dám ngoái đầu lại. Cô bé chạy hụt cả hơi nhưng không dám dừng lại. Và cô thậm chí không biết đường nào để chạy. Ngay lúc đó, cô thấy ba mẹ mình đang băng qua khu rừng. Khi không thấy cô bé trở về nhà thì họ đã phải ra ngoài tìm cô. Cô đi lốc rất vui khi gặp lại ba mẹ. Cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ơi, ba mẹ đã rất lo lắng. Con có sao không? Từ bây giờ con sẽ luôn nghe lời mẹ. Con sẽ không bao giờ đi đâu mà không nói cho mẹ biết nữa. Goldilocks ôm lấy ba mẹ thật chặt. Từ đó về sau, như đã hứa, cô bé luôn luôn nghe lời ba mẹ và không làm gì mà không có sự cho phép của ba mẹ. Cô bé luôn cư xử đúng mực và mãi là cô bé ngoan ngoãn. Sư tử, chuột nhắt và chú gấu ngủ say. Ngày xưa ngày xưa, trong một khu rừng rậm rạp, có một con chuột nhắt sống. Có một con gấu khổng lồ sống trong một hang động gần đó. Con gấu to lắm, đã ngủ đông nhiều tháng trước, nhưng vẫn còn đang ngủ và ngáy rất to. Một hôm, chú chuột nhỏ đến đánh thức con gấu dậy. Vì cả mùa đông nó không ngủ được do tiếng ngáy ồn ào của chú gấu. Ngài gấu ơi, anh gấu ơi, này, mùa hè đến rồi, anh mau dậy đi, mau mau. Tuy nhiên, chú gấu vẫn không hề nhúc nhích. Chú chuột nhỏ mang chiếc kèn tới, chú thổi mạnh vào chiếc kèn. Nhưng mà chú gấu vẫn ngủ say sưa. Không ngủ được, chuột con lang thang trong rừng
thì gặp vài người bạn động vật. Ồ, có chuyện gì thế, chuột nhắt? Sao trông cậu buồn thế? Đừng hỏi nữa, các cậu không biết đâu, cả mùa đông tớ không ngủ được vì tiếng ngáy của con gấu hàng xóm. Mùa hè cũng không chịu dậy. Sư tử, chúa tể rừng xanh có thể giúp cậu đó. Cái gì đó? Tại sao tôi phải nhờ anh ta? Bởi vì sư tử rống to đến nỗi mọi người nhảy dựng lên ngay khi nghe tiếng gầm của anh ấy đó. Mặc dù chú chuột nhỏ có chút sợ hãi trước ý nghĩ đó, cậu ta vẫn đến gặp sư tử, chúa tể của khu rừng, để nhờ anh ta giúp đỡ. Sư tử đang ngủ trước hang động của mình. Chú chuột nhỏ vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy con thú dũng mãnh, nên quyết định từ bỏ kế hoạch và quay về nhà. Nhưng khi cậu vô tình giẫm phải cành cây trước mặt, con sư tử to lớn tỉnh dậy và một giọng nói nhỏ bé run rẩy vọng đến tai cậu. Tiếng ồn gì vậy? Ngươi đang làm gì trước hang động của ta, Bru? Thì chúa tể ơi, xin lỗi đã đánh thức anh, nhưng mà tôi tới để nhờ anh giúp đỡ cho tôi. Ngươi thậm chí không đủ lớn để ta tráng miệng chuột tí hon ạ. Tại sao ta nên giúp ngươi? Anh sư tử dũng mãnh thân mến ơi, anh phải đánh thức người hàng xóm của tôi. Một con gấu lớn, hắn không hề thức dậy sau giấc ngủ đông. Tôi không thể làm gì để đánh thức vì tôi nhỏ. Nhưng tiếng gầm của anh có thể giải quyết mọi thứ mà. Ta không có thời gian rảnh rỗi dành cho một con chuột nhỏ bé vô dụng như nhà ngươi đâu. Ta là chúa tể của rừng xanh. Sư tử bỏ đi mà không thèm giúp đỡ chuột. Anh ta đi đến một góc mà không ai có thể nhìn thấy. Anh ta dựa vào một cái cây và bắt đầu gãi ngứa như điên. Sư tử ngứa phát điên nên không muốn ai nhìn thấy mình như thế này, bởi vì hắn là chúa tể của khu rừng này. Trong lúc đó, chú chuột nhắt đang buồn bã trở về nhà và nghe thấy tiếng thở khò khè từ sâu trong rừng. Tò mò, cậu ta đi đến nơi phát ra tiếng khò khè và cậu ấy trông thấy con sư tử. Hơn nữa, sư tử đang gãi không ngừng. Chú chuột ngay lập tức đến gần sư tử. Khi sư tử nhìn thấy cậu, anh ta đã hết ngứa, nhưng rõ ràng là anh ta vẫn còn đau và khó chịu vì ngứa. Ngài sư tử, có chuyện gì vậy? Ta không biết, chuột nhắt, ta không biết, ta không thể gãi được. Ôi, ngứa quá. Ngươi phải coi như không nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì. Chuột nhắt, nghe rõ chưa? Rời khỏi đây, ngay bây giờ. Chú chuột cẩn thận dán đôi mắt nhỏ xíu của mình vào sư tử và nhìn thấy một bầy bọ chét nhỏ đang nhảy trên lông của nó. Vào lúc đó, chú chuột hiểu tại sao sư tử có thể bị ngứa nhiều như vậy. Anh có bọ chét rồi, để tôi giúp cho anh nha. Ngươi giúp ta thế nào? Ngươi chỉ là một con chuột, hãy tránh xa ta ra đi. Chú chuột nhỏ dũng cảm nhảy lên người anh, phớt lờ những lời bình luận khiếm nhã của sư tử. Ngươi đang làm cái gì vậy? Xuống ngay. Con chuột bắt đầu chui qua lớp lông dày và xù xì, nhặt hết lũ bọ chét ném ra ngoài. Nhưng điều này càng khiến tình hình của sư tử trở nên tồi tệ hơn. Nó bắt đầu gãi ngứa bằng bàn chân của mình. Xin chào. Sư tử không chịu nổi cơn ngứa và dựa lưng vào gốc cây. Lần này nó bắt đầu xoay phải xoay trái. Ôi không, anh nghiền nát tôi mất thôi. Ta không thể chịu được, ta không thể. Ngươi càng chạy trên lưng của ta nhanh thì ta càng ngứa. Xuống mau, con chuột nhắt kia. Con sư tử chạy đến một cái hồ gần đó. Nó nhanh chóng nhảy xuống nước. Chú chuột trên lưng nó suýt chết đuối. Anh sư tử ơi, anh lên bờ đi, tôi sắp chết đuối rồi. Sư tử, chúa tể rừng xanh, ra khỏi hồ nước, nhưng sau đó tiếp tục lắc mình cho khô. Nó lắc người quá mạnh và nhanh đến nỗi chú chuột hầu như không thể bám vào con sư tử hung hăng đó. Tôi gần như chữa được khỏi vết ngứa rồi, chỉ còn một chút bên trái thôi. Cố lên.
Sư tử cuối cùng đã tự dừng lại không lắc nữa. Trong khi đó, chú chuột đã ném những con bọ chét cuối cùng còn sót lại trên lưng sư tử xuống. Giờ anh dễ chịu hơn chưa? Ừ, khá hơn rồi đó. Hình như ta hết ngứa rồi chuột à. Thì bởi vì tôi ném hết lũ bọ chét trên lưng anh xuống rồi, thưa anh. Sư tử rất xấu hổ với cách cư xử thô lỗ của mình. Khi cậu nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã coi thường cậu chuột chắc à. Nhưng cậu vẫn làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu tôi khỏi tình huống khó khăn này. Cảm ơn cậu, tôi rất trân trọng cậu. Không có gì anh sư tử. Đi nào, leo lên lưng của tôi và tôi sẽ đưa cậu về nhà. Khi chuột nhắt và sư tử to lớn đến nhà của chuột, thì chúng nghe thấy tiếng ngáy thật lớn phát ra từ hang của con gấu lớn. Hả? Có tiếng gì vậy? Họ tiến vào trong hang. Cậu nói đúng rồi đó chuột à. Mùa hè đến rồi, nhưng con gấu to lớn này vẫn đang ngủ say. Chúng ta phải đánh thức anh ta vậy thôi. Sư tử, chúa tể rừng xanh, hít một hơi thật sâu và gầm lên rất to vào tai con gấu lớn, đến nỗi đất đá trong hang động của nó rung chuyển. Nhờ có tiếng gầm dũng mãnh của con sư tử, chú gấu đã được đánh thức, bước ra khỏi hang động. Chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì à? Cho tôi biết có chuyện gì đây. Mặt trời đã mọc chưa? Có phải là mùa hè không nhỉ? Đây là đâu? Trong khi muôn thú cả khu rừng cười vào mặt chú gấu to lớn ngốc nghếch. Chú chuột nhỏ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng đã không phải nghe tiếng ngáy nữa. Sói và bảy dây con. Ngày xưa ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng, có một bà mẹ dê sống vui vẻ cùng với đàn con. Những chú dê con thật xinh xắn, trông chúng như đồ chơi vậy. Mẹ dê cũng như các bà mẹ khác rất yêu các con của mình. Mẹ dê bảo vệ các con mình khỏi các loài vật hoang dã ở trong rừng. Một ngày kia, trước khi ra khỏi nhà để đi tìm thức ăn trong rừng, bà gọi các con lại bên cạnh và... Các con của mẹ, bây giờ mẹ sẽ chuẩn bị để đi vào rừng. Các con nhớ là đừng mở cửa cho ai hết nha. Con sói sẽ đến nhà của mình và ăn thịt tất cả các con đó, có nhớ chưa? Làm sao chúng con nhận ra được chó sói vậy mẹ? Giọng nói con sói thì thô lỗ, còn giọng của mẹ thì thanh và ngọt ngào. Các con có thể nhận ra giọng con sói vì giọng nói trầm và hung dữ lắm. Ngay vừa khi dê mẹ đi khỏi thì bà chợt nhớ ra một vài thứ. Bà quay trở lại với đàn con. À, còn một điều nữa, chân con sói thì đen, chân mẹ thì có màu trắng. Các con cũng có thể nhận ra bàn chân con sói. Mẹ không phải lo đâu, chúng con sẽ tự bảo vệ lẫn nhau. Mẹ cứ tin là chúng con nhé. Mẹ dê hôn lên trán các con mình, từng đứa một, rồi đi thẳng vào rừng. Con sói trông thấy đàn dê từ xa, khi thấy mẹ dê rời khỏi nhà, nó chờ một lát, và sau đó nó đứng trước ngôi nhà và gõ cửa. Ai đó? Ai đó? Các con ơi, hãy mở cửa cho mẹ nào. Mẹ các con đây, mẹ mang thức ăn ngon về cho các con nè. Nhưng những chú dê con nhận ra giọng nói thô lỗ của con sói ngay lập tức. Ông không phải là mẹ của chúng ta. Giọng của mẹ chúng ta thật ngọt ngào và hay hơn cơ. Ông là con sói, ông không lừa được chúng tôi đâu. Con sói rất tức giận vì nó không lừa được mấy chú dê con, nên nó đi đến một cửa hàng, mua một miếng bánh ngọt lớn và ăn vào. Bây giờ giọng nó có vẻ mềm mại hơn, nên nó quay trở lại ngôi nhà và gõ cửa lần nữa. Lúc này con sói bắt đầu nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Các con của ta ơi, hãy mở cửa đi nào. Là mẹ của các con đây, mẹ mang thức ăn từ trong rừng về cho các con nè. Nghe giọng mềm mại của con sói, các chú dê con nghĩ rằng lần này đích thực là mẹ của chúng. Ngay khi chúng định mở cửa thì một con dê la lên. Khoan khoan, chúng ta hãy xem chân qua khe cửa xem đã.
Tất nhiên là khi những chú dê con nhìn qua khe cửa, chúng thấy bàn chân màu đen của con sói, nên chúng lại hét lên và không mở cửa. Chúng tôi sẽ không mở cửa cho ông đâu. Chân mẹ chúng tôi không phải màu đen, là màu trắng cơ. Ông chính là chó sói. Nhanh như cắt, con sói rời khỏi đó. Lần này nó đến tiệm bánh. Khi người làm bánh thấy con sói ngay trước mặt, ông rất ngạc nhiên. Bây giờ tôi ăn chay rồi, nên từ nay tôi sẽ ăn bột bánh. Ông có thể cho tôi một ít bột mì được không? Con sói rời khỏi tiệm bánh với một bao bột mì. Khi nó đến gần ngôi nhà, nó mở bao ra và đổ hết chỗ bột lên chân nó. Bây giờ chân nó toàn màu trắng. Con sói gian xảo gõ cửa lần thứ ba. Các con của mẹ ơi, hãy mở cửa ra, là mẹ của các con đây. Mẹ mang thức ăn từ trong rừng về cho các con nè. Đầu tiên phải cho chúng ta xem chân, để chúng tôi biết đó là mẹ chúng tôi. Con sói đưa bàn chân đầy bột mì cho đàn dê xem. Khi những chú dê nhỏ thấy bàn chân trắng, chúng tin đó chính là mẹ chúng và mở cửa. Và chúng thấy gì đây? Con sói đứng sừng sững ngay trước mặt chúng. Những chú dê con không biết phải làm gì. Chúng bắt đầu chạy lòng vòng, la hét: "Cứu! Cứu với!" Còn phí thời gian nữa, ta sẽ bắt tất cả chúng bay. Một con dê nhỏ chạy trốn dưới bàn, con thứ hai trốn vào giường, con thứ ba chạy vào chỗ ống khói, con thứ tư trốn vào nhà bếp, con thứ năm chui vào tủ quần áo, con thứ sáu trốn vào sau bức màn, và con thứ bảy trốn vào cái đồng hồ lớn ở trên tường. Nhưng con sói gian xảo nhanh chân bắt từng chú dê một ở những nơi chúng trốn vào. Đến đây đừng có chạy, ta sẽ bắt tất cả chúng bay, ta nói dừng lại mà. Duy nhất một bé dê con trốn trong đồng hồ là con sói không tìm thấy được. Nó đã quá no nên không muốn tìm con dê này nữa và bước ra ngoài. Có một cái sân rộng, không cách căn nhà xa lắm. Con sói nằm dưới một gốc cây và bắt đầu ngủ và ngáy. Không lâu sau đó, mẹ dê quay trở về nhà. Khi bà thấy cửa mở toang, bà biết là có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra, nên bắt đầu la lên. Các con của ta! Khi bà bước vào nhà, bà thực sự rất sốc. Bàn ghế đều lộn ngược, màn thì bị xé toang, giường ngủ đều rất lộn xộn, mền gối nằm dưới sàn nhà. Mẹ dê tìm các con nhưng không tìm thấy chúng ở đâu. Bà bắt đầu gọi tên từng đứa một nhưng không có tiếng đáp lại. Cuối cùng bà gọi tên bé dê cuối cùng. Bà nghe như một âm thanh đáp lại: "Mẹ ơi, con ở trong chiếc đồng hồ của ông ngoại." Mẹ dê chạy đến bên chiếc đồng hồ của ông ngoại và bồng dê con ra khỏi đó. Dê mẹ và dê con ôm lấy nhau. Chú dê con bắt đầu kể lại câu chuyện và khóc. Con sói cải trang thành mẹ, và chúng con nghĩ đó là mẹ nên mới mở cửa ra. Sói đã ăn hết các anh của con rồi. Mẹ dê rất buồn, bà khóc thương các con của mình. Dê mẹ bước ra ngoài cùng chú dê con còn lại và bắt đầu đi về phía cái sân. Sau một lúc thì thấy con sói đang ngủ dưới gốc cây. Nó ngáy to đến nỗi những cành cây cũng phải rung lắc. Mẹ dê quan sát con sói một lúc. Bà nhận thấy trong bụng sói có gì đó đang chuyển động. Ôi trời ơi, có thể là các con của ta ở trong bụng sói và chúng vẫn còn sống chăng? Bà nảy ra một kế hoạch, bà quay qua nói với dê con: "Con chạy về nhà, mang ra cho mẹ cây kim, chỉ và cái kéo nhé." Trong khi dê con chạy về nhà, người mẹ dê nhặt sáo hồng đá lớn từ trên sàn. Sau một lát thì dê con quay trở lại, mang theo kim, chỉ và cả cái kéo to. Mẹ dê dùng cây kéo cắt và mở bụng con sói ra.
Lúc đó bà thấy một chú dê con, và sau đó lần lượt những chú dê con khác xuất hiện. Tất cả các con đều khỏe mạnh, mẹ dê vui mừng không kể xiết. Các chú dê mừng rỡ ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Chúng con yêu mẹ nhiều. Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Tất cả chúng đều rất vui mừng. Các con của mẹ, các con an toàn rồi. Người mẹ dê cẩn thận để những hòn đá mà bà đã nhặt được vào trong bụng con sói. Sau đó bà dùng kim và chỉ khâu bụng lại. Con sói ngủ say đến mức mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó không hề cử động. Mẹ dê và những chú dê con nhanh chóng rời khỏi đó. Khi con sói thức giấc, nó đứng dậy, bụng nó rất đau. Nó cho rằng vì nó ăn quá nhiều dê con. Bởi vì bụng nó toàn đá nên nó cảm thấy khát khô cả cổ, nên nó đến bên cạnh dòng sông để uống một ít nước. Và khi nó đang đi thì những hòn đá va vào nhau. Sao bụng của ta lại nặng nề và đầy quá vậy? Giống như cái con dê đã biến thành đá vậy nè. Nó muốn khuỵu người xuống và uống một ít nước, nhưng vì những hòn đá quá nặng, nó mất thăng bằng và rơi xuống nước. Cứu tôi với! Cứu tôi chết đuối rồi! Sói la lớn để cầu mong được giúp đỡ, nhưng không ai thèm giúp. Nó không thể cưỡng lại được sức nặng của mấy hòn đá nữa và rơi xuống dòng nước sâu. Thấy vậy, mẹ dê và đàn dê con chạy tới bên dòng sông. Con sói đã chết rồi! Yeah! Con sói đã chết! Con sói chết rồi! Yeah! Chúng nắm tay nhau và bắt đầu nhảy nhót vòng quanh. Từ đó về sau, dê mẹ và 7 chú dê con sống yên bình và hạnh phúc trong ngôi nhà chúng trong rừng sâu. Một ngày nọ, chú heo Út Husky đang buồn chán ngồi chơi ở trong giường. Chú heo cả Porky đã đi đến gần em mình. Có chuyện gì vậy Husky? Sao trông em buồn vậy? Anh ơi, em chán quá. Em không có gì để chơi hết. Em biết không, anh có ý này. Gì vậy anh? Anh đừng có nói là chơi trong bùn nha. Em cũng chán chơi cái đó rồi. Ồ, không phải. Anh đã từng đến một nơi được gọi là thành phố khi anh bằng tuổi em. Ở đó có một công viên giải trí khổng lồ được thắp sáng bởi rất nhiều ánh đèn. Có thể chúng ta đến đó chăng? Bỗng dưng lúc này, hai chú heo nghe thấy tiếng rắc. Thoạt nhiên, chúng giật mình sợ hãi, nhưng rồi lại tiếp tục nói chuyện một cách hào hứng. Hooray! Công viên giải trí! Nghe thấy tiếng cờ phấn khích của Toki, người anh giữa Toki cũng ngay lập tức tham gia cùng. Ngay lúc đó, cả ba lại nghe thấy tiếng rắc nữa. Chúng không biết rằng có một con sói đang nghe ngóng tình hình từ trong bụi rậm. Đi đến thành phố và vui chơi ở công viên giải trí sao? Ta sẽ bắt các ngươi trên đường đi và ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là vui vẻ. Tuy nhiên, đường đi cũng khá xa và nguy hiểm. Chúng ta phải hết sức cẩn thận và bảo vệ lẫn nhau trên suốt đoạn đường. Giờ thì chúng ta đi thôi. Vậy là ba chú heo con lên đường khởi hành đi đến thành phố. Và khi đó con sói xảo quyệt cũng ngay lập tức theo chúng. Sau khi trải qua hành trình dài trong rừng, ba chú heo con giờ đã thấm mệt. Đi nhiều làm chân của em đau quá. Chúng ta hãy dừng lại nghỉ một chút. Ba anh em cùng với nhau dựng một chiếc lều làm từ lá cây và cành cây khô. Sau đó chúng chui vào trong và ngủ ngon lành. Mặt khác, chó sói vẫn lảng vảng bên ngoài ngay gần đó và đang đánh hơi. Lũ heo đã đi đâu rồi nhỉ? Vài giờ sau đó, heo Út cảm thấy vô cùng đói bụng. Nó rời khỏi lều để tìm thức ăn mà không hề đánh thức cái anh của mình. Nó thấy một cây táo phía trước. Và khi nó chuẩn bị đưa tay ra để hái quả táo, thì chú sói bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt nó. Đây có phải là điều ngươi muốn không, con heo kia? Cứu với! Có chó sói! Con sói dự định bắt Husky,
nhưng chú heo con đã kịp thời thoát khỏi vòng tay của chó sói và chạy về phía các anh của mình. Các anh ơi, hãy mau thức dậy đi, chó sói đang ở đây, chó sói đang ở ngay ngoài kia. Bà chú heo con ôm chầm lấy nhau, sợ hãi ngồi không lều. Mở cửa cho ta, lũ heo kia, nếu không ta sẽ điên tiết lên và thổi bay căn liệu của các ngươi. Ông không thể làm gì chúng tôi đâu, liệu của chúng tôi rất chắc chắn. Vừa dứt lời, chó sói vòng miệng lên thổi và phá hủy căn lều. Khi đó bà chú heo con đều sững sờ. Bây giờ các ngươi định trốn bằng cách nào? Chú heo giữa chỉ gì đó ở phía sau cái cây cho tên sói. Ôi không, có một con gấu rất to đằng kia phải không? Cái gì? Hả? Gấu à? Nó ở đâu? Ngay khi chó sói bị phân tâm, những chú heo con vội vã chạy trốn. Một lúc sau, chúng về đến một trang trại nhỏ bị bỏ hoang. Nhìn kìa, các anh ơi, đây là một trang trại. Lại đây nào, hãy trốn vào đây. Ba chú heo con lần lượt chui vào bên trong đống rơm để trốn. Nhưng chú heo gách kia đã không biết rằng mình đã bỏ quên cái nón ở trên đống rơm khô. Con sói xảo quyệt cảm thấy rất đói, nó đang tìm kiếm bà chú heo ở khắp nơi. Khi nó đến nông trại, nó nghĩ nó có thể tìm được thứ gì đó để ăn ở đây. Ngay khi nó vừa bước vào, nó thấy bên cạnh có một đống rơm và một cái nón nhỏ trên đó. Thì ra là ở đây, lũ heo có lẽ ở trong đống rơm này. Ta đã tìm thấy các ngươi rồi. Trong lúc im lặng chờ đợi, bà chú heo lại nghe những tiếng răng rắc. Hả? Tên sói đã tìm thấy chúng ta rồi sao? Hãy im lặng nào. Con sói tinh tranh giả bộ cải trang thành người chủ trang trại và nó đi đến kho thóc. À, dạ rồi, thật là khổ quá. Ước gì có ai đó giúp tôi chuyển số hàng hóa đó đến trang trại. Bà chú heo chờ đợi trong im lặng. Và sau đó chúng ta có thể có một bữa ăn thịnh soạn. Nghe kìa, đó chắc hẳn là người chủ trang trại. Nếu chúng ta giúp ông ấy sẽ cho chúng ta ăn no. Không được, đó có thể là sói. Đừng ra ngoài. Vậy các ngươi sẽ không giúp chủ trang trại phải không, lũ heo kia? Vậy thì ta sẽ lấy hơi và thổi bay đống rơm này. Tên sói hít thở một hơi thật sâu, phồng miệng và thổi bay đống rơm. Khi đống rơm khô đổ sụp xuống, ba anh em nhanh chóng chạy trốn. Hãy lại đây, ta sẽ ăn thịt các ngươi. Ba chú heo con đã bị lạc đường, dần dần chạy lên trên núi. Ở đó xuất hiện một con linh cẩu đang trình mò, đứng chắn trước mặt chúng. Wow, thức ăn của ta đây rồi. Chú heo cả bồ kia liền đứng chắn phía trước để bảo vệ cho các em của mình. Tránh xa chúng ta ra, tên cẩu kia. Ngay khi đó, người anh giữa nhìn thấy con kền kền đang bay phía trên đầu chúng. Anh ơi, nhìn kìa, một con kền kền. Bởi vì những chú heo con đã ở cách nhà rất xa, những con thú hoang dã này coi chúng như là con mồi. Ba chú heo con vô cùng hoảng sợ, chúng không biết phải trốn thoát bằng cách nào. Trong lúc linh cẩu đi vòng vòng xung quanh để coi xem sẽ tấn công con nào trước, thì bỗng nhiên nó chạy thẳng về phía gốc kia. Lúc này chó sói bất ngờ xuất hiện, nó nhảy ra phía trước linh cẩu. Hãy thả chúng đi. Chó sói đã đi theo những chú heo từ lúc ở trang trại, tuy nhiên lần này nó đã đứng ra chiến đấu với linh cẩu để bảo vệ cho ba chú heo. Bằng bộ móng vuốt đáng sợ của mình, nó đã xua đuổi được linh cẩu một cách nhanh chóng. Nhưng nguy hiểm chưa kết thúc ở đây. Hả, anh sói ơi, coi chừng, tên kền kền đang chuẩn bị tấn công. Chó sói tru lên một tràng dài và đáng sợ, ngay khi thấy kền kền sải rộng đôi cánh và bay nhanh về phía các chú heo con. Kền kền sợ hãi khi nghe thấy tiếng tru của sói nên đã bay qua những chú heo và biến mất. Hoảng sợ trước kền kền, ba chú heo sắp rơi khỏi vách đá. Tụi em đang rơi xuống. Sói nhanh chóng về đến, nắm chặt tay những chú heo và kéo chúng lên trong tích tắc bằng cánh tay khỏe mạnh của mình. Cảm ơn anh sói,
tại sao anh lại giúp tụi em? Tại vì ta mới có thể ăn được các ngươi. Hãy đi thẳng xuống phía bên phải của cục đá đó, sẽ thấy nhà của mình. Nhớ là phải cẩn thận đấy. Bà chú heo được sói cứu thoát. Sau khi đi bộ một lúc lâu theo hướng mà sói chỉ, cuối cùng cũng đã về đến nhà. Chúng tự hứa rằng sẽ không bao giờ đi qua những cung đường nguy hiểm khi không có người lớn nữa. Ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa. Heo con, hãy mở cửa cho ta vào. Nếu không, ta sẽ điên tiết lên và thổi bay căn nhà của các ngươi. Anh biết là anh không thể phá hủy nó mà. Ngươi không tin phải không? 1, 2. Kể từ ngày hôm đó, cả ba chú heo con lẫn chó sói tinh ranh đều hiểu được tầm quan trọng của việc cùng nhau chiến đấu chống lại nguy hiểm, tiếp tục chung sống cùng nhau một cách hòa bình và vui vẻ.